Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do. Thì ngày hôm nay như thường lệ là phiên giao dịch cuối tuần, chúng ta sẽ có một cái buổi tổng kết lại thị trường ở trong tuần vừa qua. Từ đó chúng ta sẽ đưa ra những cái góc nhìn, những cái nhận định về thị trường ở trong những phiên sắp tới. Vì vậy anh chị nào mà hiện tại đang xem video của em, nếu thấy video của em là hữu ích thì đừng quên là bấm like cái video này. Cũng như là bởi vì theo thuật toán của YouTube thì nó sẽ hỗ trợ đề xuất những video có nhiều like và có nhiều bình luận. Vì vậy anh chị bấm like video này cũng như để làm cái bình luận ở phía bên dưới này về cổ phiếu, về danh mục, về những cái vấn đề mà anh chị quan tâm, thì chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn qua cái phần bình luận ở phía bên dưới này, để giúp cho video của em được đề xuất nhiều hơn ha. Còn nếu không thì chúng ta chỉ cần chào nha, chúng ta tương tác với nhau là như vậy được rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều vì đã luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em. Và đồng thời ở phía dưới phần mô tả video này em có để thông tin liên hệ của em là Zalo và số điện thoại. Anh chị nào mà hiện tại đang có nhu cầu muốn tìm kiếm một cái bạn hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu và danh mục, về những cái vấn đề liên quan đến thị trường, có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ mở tài khoản ở VBS. Còn nếu anh chị nào mà đã có tài khoản ở VBS rồi thì có thể chuyển cai đi tại VBS xem quản lý để tham gia được khách hàng đồng hành cùng em ở trên thị trường ha. Và em cũng có để cái đường link nhóm Zalo cộng đồng. Đây là cái đường link dành cho những anh chị nào mà muốn trao đổi nhiều hơn với những anh chị ở trong đông cộng đồng, hoàn toàn miễn phí thôi. Em muốn tạo ra một cái cộng đồng, ở đó có nhiều anh chị chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm đầu tư của mình. Thì nếu càng nhiều anh chị tham gia thì khi đó cái độ hiệu quả cũng như là cái kiến thức mọi người nhận được nó sẽ càng nhiều. Thì mọi người có thể quét mã QR code ở trên màn hình này cũng được, hoặc là bấm một cái đường link ở dưới này ha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay. Và từ đó chúng ta sẽ đưa ra cái nhận định về thị trường ở trong tuần sau. Ngày hôm nay có thể nói là một ngày mà chúng ta được đón tiếp rất nhiều những thông tin. Có cả tích cực và có cả tiêu cực. Đầu tiên là sẽ nói với mọi người về câu chuyện, đó chính là về thông tin tích cực đi. Trước mắt là mình phải nói về câu chuyện là ngày hôm qua, cái đã video ngày hôm qua mình nói cái gì và ngày hôm nay nó như thế nào. Ngày hôm qua nữa chị mà có xem video của em thì em có nhấn mạnh rằng là gì, là cái lực bán ở cuối buổi sáng, buổi chiều ngày hôm qua nó khá là áp đảo so với lại cái lượng cầu. Điều này đồng nghĩa rằng là phiên ngày hôm nay chắc chắn thị trường sẽ còn bị bán tiếp diễn về cái vùng loanh quanh 1.275-1.280. Và cái nhịp này đóng vai trò giống như là một cái nhịp kiểm tra lại cái lượng cung. Rồi nếu chúng ta có một cái phiên bán với volume thấp, nó sẽ là tích cực cho thị trường. Và nhiều khả năng sau đó chúng ta sẽ có một cái nhịp bull lên, quay về kiểm tra lại cái vùng kháng cự là 1.285-1.300 ở phía trên này, loanh quanh cái vùng đỉnh cũ ở phía trên này. Đó là cái kỳ vọng ngày hôm qua của mình. Thực tế thì buổi sáng ngày hôm nay thì em vẫn đánh giá cho những gì khách hàng của em tương tự như vậy thôi. Video em làm như thế nào thì tư vấn em nói như vậy. Em có nói đây là với cái lực bán áp đảo buổi sáng ngày hôm qua nè, buổi chiều ngày hôm qua nè, thì phiên ngày hôm nay chỉ số sẽ tiếp tục chịu lực bán quay về kiểm định cái mức là 1.275-1.280 điểm. Một phiên giảm kèm khối lượng thấp sẽ là tích cực cho thị trường trước khi mà nó quay về nó retest lại cái mức 1.295-1.300 điểm. Và em cũng nói luôn là cái nhịp bán xuống này sẽ là cơ hội để mở ra những cái điểm mua, đặc biệt là những cái mã cổ phiếu mà đang tăng tốt, đang có cái đà, đang có cái momentum tốt, nó bị chốt xuống, ví dụ như là RE, như là DCM, STB, DGWER, DSR v.v. Đây là những cái mã mà chúng ta sẽ follow. Còn về cái lệnh trade ở trong room thì chúng ta sẽ tùy vào cái tình huống, tùy vào cái mức chiết khấu của cổ phiếu để chúng ta đưa ra cái lệnh mua bán cụ thể. Nhưng mà cơ bản mọi người nhìn thấy được là rõ ràng phiên ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có một cái nhịp quay về kiểm tra là cái mốc loanh quanh khoảng tầm 1.275-1.280. Và cuối ngày thì cái lượng cầu nó giúp cho thị trường rút chân ở cái phiên ATC đấy, đóng cửa lại trên cái mức là 1.275 điểm. Thì rõ ràng phiên ngày hôm nay vẫn là một phiên kiểm tra là cái lượng cung khá tốt khi mà chúng ta không có sự gia tăng về yếu tố volume, tức là cái lượng cung tiết ra không nhiều, mặc dù ở trong phiên thị trường bị bán tương đối. Đó là một cái điểm trọng ở trong phiên ngày hôm nay về mặt kỹ thuật mình nhìn thấy được ha. Còn về những cái thông tin thì thực ra là ngày hôm nay mình có hai chiều hướng thông tin với nhau, nhưng mà đối với em thì tất cả những thông tin đó tổng hợp lại thì vẫn gọi là tích cực. Buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta có số liệu liên quan đến cái gì, chúng ta có số liệu liên quan đến CPI. Đây mọi người thấy được, CPI của Mỹ thì nó giảm, tức là nó thấp hơn so với lại forecast, tức là so với dự báo. Rồi các chỉ số liên quan đến core CPI so với lại năm trước, so với lại tháng trước thì đều giảm, tức là đây là một tín hiệu rất tích cực để cho thấy rằng là gì, cho thấy rằng là cái nền kinh tế Mỹ hiện tại cái mức lạm phát đã giảm đi. Đó là một trong những cái tín hiệu có thể củng cố cho cái việc là Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 này. Và ngay lập tức sau khi cái thông tin nó diễn ra thì mình có hai cái chỉ số cực kỳ quan trọng để đo lường cái sức mạnh của đồng đô la. Đầu tiên là DSY, là Dollar Index, thì cái DSY nó phá vỡ cái trend tăng. Mình có thể dùng cái từ là phá vỡ cái trend tăng. Nếu mình nói thuần là nó quay về dưới 105 thì nó không hẳn là quá tiêu cực. Nhưng mà nó gãy cái trend tăng, gãy cái trend tăng với một cái cây nến giảm biên độ khá là lớn. Điều này đồng nghĩa rằng là gì? Là nhiều khả năng DSY có thể
tiếp tục giảm về cái vùng lân quanh khoảng tầm 103, 104, tức là dưới 104, quay về tiếp về cái vùng hỗ trợ dưới này. Tức là chúng ta đánh giá về mặt kỹ thuật nha, thì đó rõ ràng là một tín hiệu rất tích cực. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà DSY giảm thì tức là sức mạnh của đồng đô la sẽ giảm, và chắc chắn khi đó tỷ giá sẽ có xu hướng hạ nhiệt. Đó là cái điểm mà chúng ta quan tâm thôi. Bởi vì Việt Nam mình hiện tại thì chỉ quan tâm vấn đề tỷ giá thôi. Chứ thực ra cái việc giảm lãi suất thì Việt Nam mình đã giảm rồi, chứ không phải là chúng ta đợi Mỹ giảm thì chúng ta tốt đâu. Khi mà Mỹ giảm lãi suất thì Việt Nam mình sẽ được giảm bớt cái sức ép về vấn đề tỷ giá. Đó là cái yếu tố giúp cho cái tỷ giá Việt Nam mình nó có xu hướng có thể là hạ nhiệt, và khi đó cái lượng tiền từ khối ngoại nó có thể phần nào đó nó giảm bớt, nó không rút ra nhiều nữa, nó có thể duy trì ở trong thị trường Việt Nam. Đó là cái điểm sáng. Rồi cái lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm thì nó cũng tương đương thôi, nó có cái độ gọi là tương quan mà. Nó cũng phá trend, nó về là khoanh quanh khoảng tầm 4.2%. Nếu mà nó giảm về lên quanh khoảng tầm 3.4% ở đây thì quá đẹp. Khi đó thì chắc chắn là chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là Nasdaq. Bởi vì Nasdaq là cái chỉ số mà nó có cái độ tương quan rất là cao so với lại lãi suất. Nhiều anh chị hỏi em là, ủa sao kỳ vậy em? Tại sao mà ngày hôm qua chúng ta có số liệu về kinh tế nó ủng hộ cho cái việc giảm lãi suất như vậy, mà Nasdaq lại giảm 2%? Tức là khi mà thông tin được công bố ra thì thị trường Mỹ là giảm chứ không phải là tăng. Thì cái này mọi người cũng phải hình dung một cái vấn đề như thế này nè. Mọi người đều biết đó, nó giống như cái việc là chúng ta, giống như Việt Nam mình thôi, anh chị để ý không? Những cái cổ phiếu nào mà nó có cái kết quả kinh doanh tốt thì lúc nào trước khi công bố kết quả kinh doanh thì cái giá cổ phiếu nó cũng tăng hết. Mọi người mới không? Nó tăng trước khi mà được công bố. Và ở cái phiên mà nó công bố thông tin ra, mình chưa biết là sau đó như thế nào nha, nhưng mà ở cái phiên mà công bố thông tin ra thì chắc chắn sẽ có một cái lượng cung họ muốn chốt lời. Bởi vì sao? Bởi vì họ mua cổ phiếu vì cái thông tin đó, họ mua cổ phiếu vì cái kỳ vọng đó. Thì khi mà họ đạt được cái kỳ vọng đó thì họ sẽ có xu hướng muốn bán ra, họ muốn chốt lời. Thì đó là cái trạng thái ngày hôm qua mà chúng ta gặp ở chứng khoán Mỹ đó, Nasdaq. Chỉ số này đã tăng rất mạnh trước cái ngày hôm nay, trước ngày hôm qua, trước khi mà có số liệu CPI. Vậy thì rõ ràng ở đây có phải là những nhà đầu tư này họ đã biết trước phần nào đó cái thông tin liên quan đến việc CPI này, hay nói cách khác là họ đã kỳ vọng rằng CPI sẽ giảm và họ đã đánh cược vào cái đợt giảm lãi suất đầu tiên của Fed? Thì ngay lập tức cái thông tin này được công bố, mọi người biết là cái xác suất mà Fed giảm lãi suất vào tháng 9 hiện tại nó rơi vào đâu đó hơn 90%. 86.4% là sẽ giảm 0.25, 6% là giảm 0.5, tức là cộng lại là hơn 90% cho rằng Fed sẽ giảm lãi suất trong tháng 9. Và thì gần như hơn 90%, tức là gần như chắc chắn chúng ta sẽ có đợt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 9. Vậy thì tại sao Nasdaq lại giảm? Bởi vì rõ ràng lúc đó người ta thấy rằng cái kỳ vọng ban đầu người ta đã đạt được rồi, người ta mua về cái điều đó. Và khi cái thông tin nó được công bố ra, tức là giống như là bây giờ chưa giảm đi, nhưng mà gần như người ta chắc chắn sẽ giảm, thì người ta thực hiện hóa cái lợi nhuận đó ở cái giai đoạn vừa rồi. Nên phiên ngày hôm nay là phiên mà Nasdaq gặp cáp được chốt lời. Nhưng mà cái nến bán này nó sẽ không bẻ gãy xu hướng của Nasdaq. Đó là điều mà em chắc chắn. Bởi vì nó đang tăng ở nhịp 1, tức là nó cũng giống như VN-Index mình thôi, nó đang tăng ở nhịp 1. Thì ở những cái nến chốt lời đầu tiên như thế này về cơ bản nó có thể bước vào cái xu hướng hiệu chỉnh, nhưng mà nó sẽ vẫn còn cái nỗ lực để nó quay về nó kiểm tra là những cái vùng kháng cự phía trên này, lanh quanh 18.000-18.500 ở cái đoạn sau. Đó lý do vì sao mọi người cũng sẽ không cần quá lo về cái đợt bán đầu tiên của Nasdaq sau cái thông tin ngày hôm qua. Chúng ta biết được về tổng thể, chúng ta đã có một cái thông tin hỗ trợ cho cái yếu tố tỷ giá của Việt Nam mình là được rồi, là ok rồi. Thì tạm thời chúng ta sẽ không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề tỷ giá nữa. Cũng như là cái đợt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 9 thì gần như hiện tại chúng ta đã đạt được cái kỳ vọng đó rồi. Thì bây giờ mới quay trở lại với thị trường Việt Nam mình. Thì trước mắt chúng ta không còn quá lo ngại về cái vấn đề đó nữa, thì chúng ta phải tập trung vào cái gì? Thì mình cứ tập trung vào kết quả kinh doanh quý 2 thôi. Còn về vấn đề kỹ thuật thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào mà bước lên được ngay lập tức được. Bởi vì rõ ràng chúng ta vẫn có những cái rào cản về kháng cự, chúng ta vẫn gặp những cáp lực cung lanh quanh đây, cái lượng cung kẹp hàng nó vẫn có. Nhưng mà chúng ta biết được rằng cái thông tin này là tốt và chứng khoán Mỹ nó sẽ chưa có đảo chiều liền. Nên đó là do vì sao mà nếu anh chị nào mà chúng ta vẫn đặt niềm tin, chúng ta vẫn đánh giá rằng là VN-Index nó sẽ đi theo chứng khoán thế giới, tức là sẽ đi theo cái sự tương quan của chứng khoán thế giới, thì chúng ta cứ tự tin mà chúng ta nắm giữ tiếp thôi. Còn cái đợt bán ngày hôm nay thực tế là cái đợt bán cần thiết, bởi vì nó là cái đợt bán phiên thứ 3 liên tiếp, đúng không? Anh chị còn nhớ ngày hôm qua có nói với mọi người không? Tại sao chúng ta lại cần 3 phiên bán liên tiếp? Bởi vì nó đóng vai trò giống như là nó rũ bỏ cái cây nến bán đầu tiên vậy đó. Mọi người nhìn nè, đây là một cây nè, hai cây, ba cây, nó sát rạc với nhau nè, thanh khoản duy trì ở mức thấp nè. Đây thì ở cây nến bán, tức là ở những cây nến bán xuống thì nó có lực cầu tham gia, nó tạo những cái đới rút chân đi kèm với lại thanh khoản thấp nè. Thì mọi người thấy được là gì, là ba cây nến bán này nó khá là giống, tương đương với lại ba cây nến bán ở dưới này hiện tại, đúng không? Đấy, chúng ta vẫn bị bán mà đi kèm với lại thanh khoản thấp duy trì ở mức dưới trung bình. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ có xu hướng bật lại. Thì thông thường là đó là cái quy tắc mà em thường nói với anh chị khách hàng của em là quy tắc 33, tức là quy tắc là sau một cái đoạn tăng mạnh thì sẽ có ba cây nến chỉnh rồi ba cây nến tăng ngược trở lại. Đó là quy tắc 33.
Còn sau ba cái nến tăng đó nó có vượt lại được đỉnh cũ hay không thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào câu chuyện là dòng dẫn cũng như là sức mạnh dòng tiền ở giai đoạn đó là như thế nào. Còn về cơ bản hiện tại thì đối với em cái lượng cầu mà sẽ giúp cho VN-Index cân bằng cũng như là hấp thụ lại cái lượng cung chốt lời hiện tại nó vẫn sẽ là loanh quanh 1275-1280. Chỉ có một điểm hơi thất vọng ngày hôm nay thôi, bởi vì đối với em thật ra nếu mà ngày hôm nay nó bán về luôn 1275 thì quá đẹp, tức là bán thủng luôn 1275 sau đó kéo ngược trở lại thì quá đẹp. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó lại chững lại được, tức là nó lại không bị bán quá mạnh mà cái lực bán lại dồn chặt vào cái giai đoạn cuối ngày. Sau đó thì lại kéo ATC. Khi đó thì nó lại không thực sự đóng vai trò là rũ bỏ quá mức, tức là không loại bỏ được quá nhiều nhau từ cá nhân, bởi vì hiện tại nhau từ cá nhân tâm lý đang rất yếu. Đó là điểm khẳng định cho mọi người luôn, tâm lý rất yếu. Bởi vì đa số thì rất là sợ cái vùng kháng cự 1280-1300 điểm này rồi. Nên cái nhịp mà nó chỉnh ngắn từ 1295 về là 1280 hiện tại thì có thể gọi là một cái nhịp mà rũ bỏ được khá khá nhà đầu tư rồi đấy. Và cái nhịp ngày hôm nay nếu mà nó bán thủng luôn 1280 sớm sớm ấy, đi đầu giờ chiều ấy, mà nó bán thủng luôn 1280 sau đó cuối ngày nó kéo ngược trở lại thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà nhìn chung thì ngày hôm nay vẫn là một cái phiên mà thị trường không phải là bị bán quá mạnh, thậm chí là cái lượng cầu nó vẫn sẵn sàng tham gia lăn quanh cái vùng 1280. Mọi người thấy được là thanh khoản có xu hướng tăng nè, và cái nến giảm ấy, nó bật ngược trở lại thì đồng nghĩa là có lượng cầu tham gia lăn quanh cái vùng này. Đó là một cái điểm sáng của phiên ngày hôm nay. Thì đầu tuần sau chúng ta có thể là vẫn tiếp diễn cái lực bán là do buổi chiều ngày hôm nay vẫn còn một cơ số nhà đầu tư người ta chưa kịp bán. Nhưng mà cá nhân em đánh giá thì khoảng tầm phiên có thể là đầu tuần sau buổi sáng thứ hai thì mình có thể là giảm. Nhưng mà khả năng tầm buổi chiều là lực cầu có thể là vào lại, hoặc là chúng ta sẽ có phiên tăng vào thứ ba thứ tư để đưa chỉ số quay về kiểm tra là cái vùng 1295-1300 điểm. Đó là cái kỳ vọng ngắn hạn của em ha. Nên đối với em thì ở cái đợt bán lần này nó vẫn sẽ là cơ hội để mở ra đối với những cổ phiếu mà đang bị chốt lời, tức là những cổ phiếu mà đang tăng tốt bị chốt lời. Ngày hôm qua em nói như thế nào thì em vẫn duy trì cái quan điểm đó thôi. Những cái mã như là RE này bị bán xuống này, những cái mã như DCM này, thậm chí là cả nhóm hóa chất cũng vậy thôi, CSV cũng vậy thôi, nhưng mà có bị bán chốt lời xuống khoảng tầm giá 36. Hay là đối với lại BSR ngày hôm qua mình có đề cập tới này, BSR bị chốt lời xuống sau cái đoạn tăng từ đáy lên, nó vẫn tăng một nhịp mạch từ đáy lên thì khả năng khi mà bị chốt xuống thì chắc chắn lượng tiền nước ngoài vẫn chờ tham gia đối với những mã này. DGW cũng vậy, DGW thì ngày hôm nay ở trong phiên có cầu vào nhưng mà cuối ngày thì bị chốt ngược trở về do chạm kháng cự phía trên lên quanh khoảng tầm giá 66-67 ở đây thì cái lực cung này khá là dày. Nhưng mà đối với em DGW nếu chị nào mà hiện tại đang cầm thì vẫn có thể là follow tiếp được, và thậm chí nếu mà có bị ép xuống về 63-63.5 thì vẫn có thể canh mua mới được bình thường. Đối với lại DGW ha, cá nhân mình vẫn kỳ vọng rằng là cái lượng cầu ở phía dưới này vẫn tốt và sẽ giúp cho cổ phiếu quay về lại kháng cự tầm 67.5, thậm chí là vượt qua cái vùng kháng cự đó ở trong những phiên tới. Đó là cái kỳ vọng của em ở trong thị trường ngắn hạn hiện tại. Còn về vấn đề là cơ cấu danh mục thì ở thời điểm hiện tại chúng ta gặp một cái sự đối lập với nhau hoàn toàn luôn. Ví dụ ngày hôm qua nhóm chứng khoán bắt đầu bước lên khá là tốt, nhưng cổ phiếu mà chưa tăng nhiều ở đoạn trước đó thì đã tăng khá là nhanh. Nhưng mà ngày hôm nay thì đã phủ nhận là cái đà tăng ngày hôm trước, ví dụ SI ngày hôm nay lấp lại cả cái nến tăng ngày hôm qua. HCM ngày hôm nay cũng giảm nhẹ nhưng mà cũng có thể gọi là phủ nhận đi cái nến tăng ngày hôm qua. Trong khi đó thì những cổ phiếu như là thủy sản này ngày hôm nay lại bước lên cho được, đúng không? Như ANV ngày hôm nay đã tăng được 2%, VSC ngày hôm nay cũng tăng được 2% này. VSC là cổ phiếu mà em nói mọi người từ giá 70-72 rồi ha, bây giờ nó lên tiệm cận 75 rồi. Và kỳ vọng mình là lên biên trên tầm giá 80. Hay là chúng ta có ngành, nói chung là ngành thủy sản dệt may đoạn vừa rồi bị chốt thì ngày hôm nay cũng bật trở lại, như là TNG ngày hôm nay tăng được 2%, VGT cũng tăng được 2%, và SH cũng tăng được hơn 1,5%. Tức là những cái nhóm ngành mà bị chốt là ở đoạn vừa rồi thì lại bắt đầu tăng lại được, tức là lại bắt đầu bật lại được, cho thấy là cái lượng cầu bắt đáy nó bắt đầu vào đấy. Cái lượng cầu bắt đáy bắt đầu vào. Ngày hôm nay BSR thì cũng tăng cuối ngày, tức là ở trong phiên lình xình lên quanh 23.5-23.4, nhưng mà cuối ngày thì nó kéo sau 20.45. Nó kéo sau 245 về tiệm cận cái vùng kháng cự 24. Nhưng chung đó em thì nhiều khả năng BSR vẫn sẽ chủ động lên lại cái vùng kháng cự 25 một lần nữa được. Anh chị nào mà đang cầm thì cầm tiếp thôi. Còn nếu mà có mua mới thì vẫn canh lên quanh khoảng tầm 23.5-23.7. Mình mua mới mình đánh một nhịp ngắn, mình đánh về đỉnh cũ 25 thôi. Đấy, để mình gọi là mình follow cái nhịp test đỉnh của nó như thế nào. Mà rõ ràng thì cái lượng cầu của nó từ vùng đáy lên vẫn tốt thôi. Cái lực bán ngày hôm qua mọi người thấy là cái lực bán không quá lớn. Đó lý do vì sao mà cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên nhìn chung là tích cực. Đối với em là giá tăng thì vol tăng, giá giảm thì vol giảm, đó là tốt rồi. Đối với lại BSR ha, không có tín hiệu gọi là phân phối quá nhiều đối với lại cổ phiếu này. Nhìn chung con này thì vẫn tập trung vào câu chuyện chuyển sang, nên chắc chắn rằng là hiện tại cho tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có quá nhiều thông tin liên quan đến cái vấn đề chuyển sang, thì người ta vẫn sẽ follow tiếp được đối với lại cổ phiếu này, tức là cái dư địa nó vẫn còn ấy. Thanh khoản ngày hôm nay giảm khá là nhiều, một phần là bởi vì cái tâm lý nhà đầu tư cá nhân người ta thận trọng thôi. Thị trường giảm không mua, thị trường giảm không bán, tức là người ta khá là thận trọng. Nhưng mà là một phiên test cũng tốt, một phiên test cũng tốt, test cũng khá là ok của thị trường, cơ bản là vẫn có bán nhưng mà áp lực bán là không lớn. Thì mình follow một vài những cổ phiếu chứng khoán như ngày hôm nay MBS này thì tăng nhẹ lại được ha, vẫn lên sình được quanh 35, tức là không chỉnh quá sâu. Rồng Việt ngày hôm nay cũng cuối ngày kéo ngược trở lại, nhưng mà ngày hôm nay đa số là bị bán kèm là thanh khoản rất là thấp so với lại trung bình. Đó lý do vì sao mà cá nhân đánh giá thì nó không phải là quá tiêu cực dành cho nhóm chứng khoán, ít ra nó vẫn là một phiên retest, là cái lượng cung nó tốt thôi.
tức là nó cho thấy rằng là cáp lực cung không có tiết ra nhiều, không có bán ngược ra bên ngoài thị trường nhiều. TB ngày hôm nay vẫn là một phiên retest lại cung tốt, là khả năng TB có thể quay lại 18.5. Rồi STB cũng vậy, STB là một cổ phiếu mà em đánh giá khá là cao ở trong nhịp này, nhưng mà nó có bị bán về khoảng 29.5 độ xuống á, thì mình canh mua mới được, mình kỳ vọng là giá nó quay về lại 30-31 lần nữa ở đằng sau. Đối với lại STB này ha. Đấy. Rồi đối với lại cái nhóm bất động sản thì vẫn là câu chuyện liên quan tới đầu cơ. Đầu cơ thì tạm bỏ qua giùm em, đầu cơ chắc chắn sẽ còn bị bán thôi. Đừng có quá quan tâm tới đầu cơ ở đoạn này, đặc biệt là bắt đáy, tập trung vào những ông cơ bản một xíu. Thậm chí là mọi người thấy như ông như Nam Long, KDH còn bị bán lên bán xuống, mặc dù như ông này lợi bên trên ấy, nhưng ông này là có lượng cầu tham gia tốt hơn rất là nhiều rồi. Bất động sản thì có con ACC này khá là tốt, ngày hôm nay cũng là một phiên test lại cung, và khả năng ACC có thể là bò lên tiếp được cái vùng đỉnh cũ trên này là khoảng tầm 16 năm này. Để dành cho những anh chị nào mà đang cầm ACC thì follow được nè. Rồi mấy mã này thì vốn hóa nó bé quá, có ông NTL này thì gần như là chưa có đỉnh, bởi vì ông này vẫn đang tăng ở nhịp một thôi. Ngày hôm trước ông này vẫn bị chốt nhịp một sau đó bật trở lại được, tức là cơ bản là ông này vẫn gọi là đang follow đúng theo cái kỳ vọng, tức là miễn sao cổ phiếu này chưa test lại phe hai đỉnh thì mình cầm tiếp, khi nào mà ông này test lại phe hai đỉnh thì đoạn sau mình canh chốt cũng được. Đối với lại ông NTL ha. Rồi đối với lại ngành thép thì ngày hôm nay là chỉ có Nam Kim là bước lên được thôi. Nam Kim thì bắt đầu có những cái rumor, có những cái rumor liên quan đến việc là Nam Kim sẽ được thầu dự án sân bay Long Thành, cái lượng tôn mạ của sân bay Long Thành đó. Thì về cơ bản nó là một cái mức thầu tương đối lớn, đó là một trong cái động lực để thúc đẩy sự tăng trưởng của Nam Kim. Nhưng mà đối với em thì nó không phải là cái động lực chính để hỗ trợ cho cả ngành thép, bởi vì nó chỉ là câu chuyện liên quan tới cục bộ thôi, tức là liên quan tới ông Nam Kim thôi. Ông này có lợi thôi chứ ông Hòa Phát hay là ông Hoa Sen không có được hưởng lợi, nên nó không có giúp cho cái ngành thép tạo sóng ngành. Nhưng mà ít ra thì cái việc mà Nam Kim tăng nó cũng phần nào đó tạo được cái niềm tin cho nhà đầu tư về việc là ngành thép sẽ không quá tiêu cực ở trong thời gian tới. Và cá nhân thì mình đánh giá rằng ngành thép là ngành mà có khả năng dẫn dắt thị trường cao nhất ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh ngành chứng khoán, ngành chứng khoán thì hiện tại SI vẫn chưa bước qua được 35. Ông này vẫn đang lên sình ở cái vùng khá là thấp. Nếu mà ông này chủ động qua được 35 thì quá dễ rồi. Khi đó thì chúng ta chắc chắn sẽ có một cái niềm tin lớn hơn vào thị trường. Nhưng mà hiện tại thì đa số những ông này thì vẫn lên sình giữ nền, thậm chí là cả Hòa Phát gặp khó khi mà chạm được cái vùng kháng cự ở phía trên tầm giá 30 đó. Thì ông Hoa Sen cũng vậy thôi. Ông Hoa Sen thì ngày hôm nay cuối ngày kéo ngược lên trở lại được, nhưng mà cơ bản thì đối với em thì ngành thép nếu mà có hàng thì vẫn cầm được thôi. Như Hòa Phát thì vẫn là biên 28-30, thì nếu mà giá vẫn giữ trên 28 thì mình cầm tiếp thôi. Ông Hoa Sen thì hiện tại thì vẫn lên sàn lên quanh 24-25. Trước mắt thì em vẫn là follow cái ngưỡng kháng cự 25.5 đấy, lên quanh cái vùng kháng cự trên này nè. Giá đã vượt lên trên này thì nhiều khả năng nó sẽ chủ động nó vượt lên tiếp một lần nữa. Nhưng mà lần trước thì rõ ràng là cái lượng cung ở phía trên này vẫn khá là lớn, nên cây nến ngày hôm nay thì đó chính là cái nến hấp tụ lại cung, cây nến ngày 10 tháng 7 á. Nó hấp tụ lại cung những cái mà FOMO mua giá 25.5-26 thì ngày hôm nay họ bán ra, thì mình hấp tụ là cái lượng cung cây nến đó. Đây thì nếu anh chị nào mà đang cầm Hoa Sen, Nam Kim, Hòa Phát thì vẫn cầm được, đối với em là như vậy. Nó không quá tiêu cực, nó chỉ là thiếu cái động lực từ giá thép thôi. Đoạn này mà có giá thép thì chắc chắn là có sóng ngành. Nên hiện tại thì mình cũng không thể nào mà kỳ vọng quá nhiều được. Trước mắt thì mình cứ theo dõi cái diễn biến từ kết quả kinh doanh quý 2 để mình xem là so với lại một cái nền thấp như 2023 vừa rồi thì ngành thép hiện tại sẽ có mức tăng trưởng như thế nào, tức là nhà đầu tư người ta sẽ hưởng ứng với cái mức tăng trưởng nó như thế nào đối với lại ngành thép ha. Thì mọi người để cái đó giùm em là được. Nếu mà đang cầm ngành thép thì có thể là follow tiếp cái thông tin liên quan đến kết quả kinh doanh quý 2. Ngành chứng khoán cũng vậy nha, chứng khoán hiện tại cũng vậy, bởi vì chứng khoán thì nó vẫn đang phụ thuộc nhiều vào kết quả kinh doanh ấy. Riêng ngành dầu khí hiện tại thì em đánh giá tương đối, ông BSR thì nãy mình nói rồi, ông này thì do kỹ thuật ông tốt. Với lại là hiện tại giá dầu thì vẫn neo ở trên mức 80 đô thì em nghĩ đó vẫn là một trong những yếu tố giúp cho BVD và BVS có thể là vẫn sẽ hút được tiền ở trong những cái nhịp sau, nên chị nếu mà hiện tại đang cầm hai ông này thì vẫn cầm được. Riêng ông BVS này nếu mà có giá tầm 42 thì mình tham gia lại được, mình có thể canh tham gia lại được quanh giá tầm 42 đấy, mình kỳ vọng đoạn sau là quay ngược lại lên trên khoảng tầm giá 44 lại được ha. Đối với lại ông BVS này hay là đối với lại ông BVD, ông BVD thì ông này yếu hơn một xíu, ông này thì giữ nền thấp quá nên tạm thời nếu mà đang có hàng mình cầm tiếp thôi. Nếu có mua mới đối với lại BV thì sẽ khuyến khích mua BVS nhiều hơn là BVD. Rồi đối với lại ông BSR thì có hàng vẫn cầm được, nếu mà có lình xình lên quanh 23.5-23.7 thì có thể cân đối để mua mới một phần được. Đối với lại ông này kỳ vọng của mình đoạn sau là quay về lại 25 thôi. Đối với lại ông BSR ha. Thì đó là những cái nhóm cổ phiếu liên quan tới cổ phiếu có tính đại diện cao so với lại thị trường. Nhìn chung là chúng ta chỉ đánh giá sơ lược một vài những cổ phiếu mà nó gọi là tiêu biểu thôi. Chứ thật ra thì ví dụ như công thương hiện tại thì vẫn sideway, rồi ACB thì vẫn lên sình, chưa chủ động bước qua khỏi được cái vùng trendline của nó. Tức là đối với em hiện tại thì như ngày em nói mọi người là nếu chúng ta đánh giá ở trong những cái nhóm ngành mà mang tính đại diện cho thị trường, em vẫn giữ cái quan điểm là hiện tại VinTech muốn vừa kháng cự 1.300 thì chắc chắn ở cái nhịp bull lên lần sau này nó phải có sự tham gia của một trong hai nhóm ngành, hoặc là chứng khoán hoặc là ngành thép. Đó là quan điểm của em vẫn duy trì như vậy. Tức là ở cái nhịp bull lên lần này, nếu cho dù chỉ số nó quay về 1.300 hay thậm chí nó vượt 1.300 nhưng mà nó không có sự tham gia của ngành thép hay là ngành chứng khoán,
hay nói cái khác là nó không có sự tham gia của một cái ngành mang tính đại diện, thì chắc chắn rằng cái nhịp tăng nó sẽ không bền. Và lúc đó cái nhịp tăng đó là để bán chứ không phải là để mua. Mọi người nhớ em nha, nhịp tăng đó là để bán chứ không phải là để mua. Và thì rõ ràng ở trong bất kỳ một cái đợt tăng lên nào của thị trường phải luôn luôn có sự tham gia của những nhóm ngành mang tính đại diện cao. À, cái gap nó mở ra có thể giống cái gap này. Sau một giai đoạn lên sân này nó bật nhẹ lên và nó có cái gap mở ra kiểu này. À, nó giống như cái đoạn mà chúng ta đang sideway ở đây nè. À, chúng ta đang chịu phiên ba phiên bán liên tiếp nè. À, biên độ cũng hẹp thôi, khối lượng giảm dần. Thì nếu mà chúng ta bật lên được và chúng ta có cái gap kiểu này, mà cái gap này nó giúp cho VN-Index vượt qua 1.300 thì chắc chắn rằng cái gap nó sẽ là một cái breakaway gap, một cái gap phá vỡ. À, nếu mà chúng ta kèm được khối lượng lớn và đóng cửa được gap với cái mức đóng cửa cao, khi đó thì khả năng chúng ta vượt qua hẳn 1.300 là gần như là 90%. Lúc đó mọi người sẽ không cần quan tâm tới 1.300 nữa mà hãy hướng tới cái vùng kháng cự xa xôi hơn là 1.330, 1.340 ở phía trên đấy. À, và lúc đó 1.300 nó sẽ trở thành hỗ trợ. À, mọi người nhớ nghe cái đó. Vậy thì rõ ràng chúng ta vẫn sẽ cần một cái phiên gọi là breakout, đi kèm lại khối lượng và có sự tham gia của nhóm ngành mang tính đại diện. Đó, giống như ở đây, ngày trước có nói rồi rồi, giống như sau một giai đoạn sideway lên sân phải có cái nhịp break lên kiểu này, có volume vào, có gap thì nó càng tốt. À, một cái gap nó chứng tỏ rằng là chúng ta có một cái nhịp tăng giá bỏ rơi thôi đấy, giống như ở đây cũng vậy. Đấy, sau một cái đoạn sideway lên sân nó bước lên, nó phải có gap, nó phải có biên độ, nó phải có volume, nó mới là những cái tín hiệu cho thấy rằng là khả năng thị trường nó vượt được cái vùng kháng cự đó là cao đấy. Ở đây cũng vậy thôi. Đấy, chúng ta kẻ cái đường trên line ra thì mình thấy được là trước khi mà nó phá vỡ một cái xu hướng thì nó luôn luôn sẽ có một cái nến gọi là breakaway. Cái nến này là cái nến chuyển đổi trạng thái từ trạng thái lên sinh, từ trạng thái nghi ngờ sang trạng thái hưng phấn và trạng thái cao trào. Đấy, chúng ta thường gọi là trạng thái rút đó. Đấy, thì phải vượt qua được hẳn 1.300 như vậy thì nó mới tích cực. Chứ nếu mà nó cứ vẫn lên sinh hay là nó vẫn gọi là có tăng về mặt chỉ số, nó kéo Vietcom, nó kéo BIDV, nó kéo VIX ngày hôm nay, nó kéo như VIX đấy ngày hôm nay, kéo VIX mọi người thấy đâu ăn thua đâu. Nó kéo chỉ số lên 1.300 nhưng mà nó không kéo chứng khoán, nó không kéo thép, nó không kéo ngành dẫn dắt, những ngành mang tính đại diện cao thì nó sẽ không thể nào đi xa được. Đấy. Còn như mọi người hỏi em là bây giờ những cái ngành như là thủy sản, dệt may rồi phân bón, hóa chất nó có dẫn dắt được hay không thì cũng trả lời luôn là không. Bởi vì sao? Bởi vì để dẫn dắt cho thị trường thì cái nhóm ngành đó phải có một cái mức vốn hóa đủ lớn. Vốn hóa là sao? Tức là cái giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp nó phải đủ lớn, nó phải là một cái top những doanh nghiệp lớn trong thị trường thì nó mới dẫn dắt được. Chứ nếu mà nó kéo ngành phân bón, nó kéo ngành dệt may, ngành hóa chất thì nó vẫn tạo ra cái xu hướng ngành đó, nó vẫn tạo ra dòng tiền tham gia vào thị trường đó, nhưng mà nó không có đủ độ lan tỏa, bởi vì những cái ngành đó nó không đóng góp được quá nhiều về mặt chỉ số. Em lấy ví dụ như bây giờ có ANV nó có trần đi chăng nữa thì cái mức đóng góp của nó vào thị trường sẽ chả bao giờ bằng con VIX, nó giảm 1-2%. Mười đồng ý với em không? Đó lý do vì sao mà cái sự tăng giảm của những cổ phiếu đó nó không đóng góp quá nhiều vào cái mức chỉ số của thị trường, trong khi đó chúng ta lại cần một cái nhóm ngành mang tính đại diện có sự lan tỏa tốt hơn. À, nên vì sao mà chúng ta cứ mãi quan tâm đến những mã như là ngành chứng khoán, ngành ngân hàng, ngành thép, ngành bất động sản, thậm chí là ngành dầu khí cũng được. Lý do là có là bởi vì chúng ta biết rằng là cái ngành đó nó có đủ khả năng để dẫn dắt thị trường, đủ khả năng để kéo tâm lý nhà đầu tư cá nhân lên, cuốn cái lượng tiền tham gia vào thị trường. Chứ thật ra ngày hôm qua và ngày hôm nay cái vận động thị trường là gì? Là ngành này tăng, ngành kia giảm. Ngày hôm nay cũng vậy, ngành này giảm, ngành kia tăng. Tức là sao? Tức là tiền nó vẫn nằm trong thị trường nhưng mà nó chỉ chuyển từ ngành này sang ngành khác. Thì rõ ràng là không có thêm một cái lượng tiền mới đổ vào thị trường thì rõ ràng cái đà tăng nó sẽ không bền. Đấy, đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu rõ bản chất của thị trường ở thời điểm hiện tại để chúng ta biết được chúng ta là ai, chúng ta đang ở đâu, cái giai đoạn thị trường là như thế nào và chúng ta sẽ cơ cấu danh mục của mình như thế nào cho nó phù hợp ha. Thì đó là cái quan điểm của em ở thời điểm hiện tại thôi. Còn về thị trường ở trong tuần sau, vẫn nhớ giùm em, tuần sau đầu tuần nếu mà có bị bán xuống là cơ hội để chúng ta mua. Hãy mua những cổ nào? Mua những cổ phiếu mà đang tăng tốt bắt đầu bị chốt lời xuống, hoặc là những cổ phiếu ở nửa biên trên. Nửa biên trên thì ngày hôm trước em đã liệt kê rồi, anh chị nào mà chưa xem thì có thể xem lại. Những cổ phiếu như là TNG, GVR, RI, những cổ phiếu ở nửa biên trên. Còn những cổ phiếu mà gọi là đang tăng tốt bắt đầu bị chốt xuống thì có thể cân đối tham gia những cái mã như là BSR, những cái mã như là STB, vân đấy, thì em có list cho mọi người ngày hôm trước rồi. RI này, DCM này, những cái mã này đều là những mã mà có thể coi là nhịp một. Thì khi mà đang tăng nhịp một như thế thì cái xác suất mà nó bị chốt lời mà nó gãy luôn nó khá là thấp. Mà thông thường khi bị chốt xuống thì vẫn sẽ còn cái lượng tiền đứng ngoài chờ mua, chờ tham gia, giúp cho cổ phiếu nó quay về, nó kiểm tra lại cái vùng đỉnh cũ lần nữa. Đấy, thì mình cứ tập trung mình tham gia những cái mã cổ phiếu đó ha. Đấy. Còn cái list ngày hôm trước, cái list mà gọi là nền trên á, thì đa số đều đã bứt nền rồi. Tức là đa số cái list mà chúng ta liệt kê ra ngày hôm trước gọi là nền trên á, thì nó đã bứt qua khỏi cái nền giá hết rồi. Mọi người thấy những cái mã như là GVR là bứt thì mình không nói rồi ha. GVR ngày hôm nay vẫn tăng, cái gap ngày hôm trước mở ra vẫn không bị lấp nè. TNG cũng đang gọi là đang cận bước nền rồi, DCM cũng bước rồi, HH thì cũng neo ở bên trên rồi,
BCM thì hiện tại lên quanh 64-65% tham gia được bình thường nè. AA thì cũng tăng từ đáy lên, A lúc đó nó cũng lên quanh đây thôi, nhưng mà mọi người thấy được là hai cái đáy đó nó không bị bán xuống mà nó vẫn giữ đáy đi ngang, thì nó vẫn tăng được từ giá 11 lên giá 12 nè. Rồi MDG cũng bước lên trên rồi, hiện tại thì đang sideways lên trên. Hasako cũng bước rồi, tức là mọi người thấy không, hầu như tất cả những cổ phiếu mà chúng ta list vào cái danh mục gọi là khỏe hơn thị trường thì nó bước rồi. Riêng con Dabeco này, ông Dabeco là bởi vì ông này phát hành thêm, và gần như là ở những cái thời điểm mà trước khi phát hành thêm á, là nó sẽ có xu hướng ép giá. Nó ép là ép những ai? Ép những cái người mà người ta không muốn mua quyền, cái người mà người ta không muốn nắm giữ một cái quyền mua cổ phiếu tới 3 tháng thì người ta sẽ bán ra. À, người ta bán ra trước khi mà nó chốt quyền. À, và ngày thứ hai tuần tới là ngày chốt quyền rồi. Và thì hiện tại nếu anh chị mà đã cầm qua ngày hôm nay thì chắc chắn là chúng ta phải mua, phải có quyền mua rồi, phải nhận quyền mua rồi. Và thứ hai là ngày không hưởng quyền là cái ngày điều chỉnh giá. Thông thường cái ngày đầu tiên của ngày điều chỉnh giá thì nó sẽ tăng, nó sẽ tăng, thậm chí là tăng trần đấy. Và chị nào mà đang cầm thì có thể là follow cái biên độ sẽ quay hiện tại là 34-35 thôi. Chị nào mà đang cầm thì mình cầm tiếp thôi. Nếu bán là bán ở cây này, cái cây mà lúc mà nó ra tin liên quan tới phát hành. Còn nếu mà hiện tại đã cầm thì đã qua luôn cái đợt mà nó ép rồi, nên nhiều khả năng nghĩ là sau ngày không hưởng quyền thì nó vẫn sẽ kéo, nó sẽ kéo lại. À, dành cho những anh chị nào mà gọi là người ta chấp nhận cầm quyền thì người ta sẽ được hưởng lợi từ cái đó. Ba này cũng đi lên từ nền 23 lên giờ 25 rồi, nó cũng vượt lên trên rồi. FRT thì hiện tại đang tạo đỉnh số 1 nè, anh chị nào mà đang cầm có thể là follow cân nhắc đối với những mã này. Con này thì thanh khoản nếu mà vẫn duy trì ở mức thấp thì khả năng phân phối là không cao. Con này thường khi nào mà thanh khoản cao thì mới gọi là khả năng phân phối. Ông BVH này thì hiện tại đang quay ngược lại nền. Đấy, những cái mã này nếu mà nó quay về lại sát nền vẫn tham gia được này. Quay về lại cái vùng ngày hôm trước khi mà thị trường bán mà nó không giảm á, ví dụ lên quanh khoảng tầm 44.5-45 này thì vẫn tham gia được bình thường. À, đây là cái list mà ngày hôm trước mình liệt kê cho mọi người rồi ha. Còn đoạn này thì mình tập trung nhiều vào những cái ông đang ở nhánh 1. Thì thật ra thì nhánh 1 thì có rất là nhiều, không chỉ có một vài ông đâu, có rất là nhiều cổ phiếu. Ở đây em muốn nói rằng là anh chị nào mà em chỉ ra cho mọi người cái pattern đó, cái mẫu hình đó để mọi người tìm những cổ phiếu đó để mọi người tham gia, hoặc là mọi người biết rằng là cổ phiếu mình đang có cái pattern đó để mình mua gia tăng thêm chẳng hạn vậy, ở trong cái đợt mà thị trường bán xuống. À, giống như là em cho mọi người một cái niềm tin thôi. Còn thật ra để mua cụ thể những mã nào, thời điểm nào, giá nào thì nó sẽ phụ thuộc vào cái quan điểm của tùy người. À, và anh chị nào muốn được biết cụ thể hơn, muốn đồng hành cùng em ở trong đuôi khách hàng thì mình tham gia luôn khách hàng của em thôi. À, mình mở tài khoản ở VPS, mình gắn ID của em, hoặc là mình nếu mà đã có tài khoản rồi thì mọi người chuyển ID qua bên em cũng được. À, anh chị nào muốn có nhu cầu tìm kiếm một cái bạn môi giới hỗ trợ thì mình kết bạn Zalo với em nè, hoặc là trợ lý của em nè, để được biết là chúng ta sẽ nên tham gia những cổ phiếu nào cụ thể ở trong tuần sau. Đấy, còn anh chị nào mà đang xem video, nếu mà thấy video kém hữu ích thì đừng có quên bấm like video nha. À, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký nè. Mọi người theo thuật toán YouTube thì nó sẽ hỗ trợ đề xuất những video có nhiều like và có nhiều bình luận. À, vì vậy thì em hy vọng rằng anh chị xem video yêu quý em thì ngoài việc bấm like, mình có thể để lại một cái bình luận ở phía dưới này, comment ở phía dưới này giùm em về cổ phiếu mà anh chị quan tâm, về những cái vấn đề liên quan đến thị trường, hay đơn giản là chúng ta chào nha, chúng ta tương tác với nhau. Thì đó sẽ là cái động lực rất là lớn để em tiếp tục em duy trì cái video của mình, những cái buổi livestream hỗ trợ mọi người, hay đơn giản là nó giúp cho cái video của em đề xuất nhiều hơn, thì em sẽ có thêm khách hàng, thì từ đó em cũng sẽ có thêm động lực để hỗ trợ mọi người ha. Thì cảm ơn chị rất là nhiều nha. Ngoài ra thì ở phía dưới phần mô tả video này em có để cái đường link nhóm cộng đồng ấy. Mọi người muốn vào cái nhóm cộng đồng thì bấm cái đường link này, bấm vào cái link này thì nó sẽ nhảy qua cái room Zalo cộng đồng của em nè, hoặc là mình quét cái mã QR code ở trên màn hình này nè, thì để hỗ trợ để được tham gia được khách hàng room cộng đồng của em á, hoàn toàn miễn phí thôi. Mình trao đổi chia sẻ thêm với những anh chị ở trong room cộng đồng, thì cảm ơn chị rất là nhiều nha. Thì xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở trong những cái video kế tiếp ha. Chúc anh chị có một cái ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Tạm biệt mọi người.